Chào mừng mọi người đã đến với kênh Thủy Bất Động Sản Hà Nam. Và trong video hôm nay thì em sẽ đưa mọi người mình đi tham quan cái khu là Nam Đồng Văn. Thì khu này thì cũng đang được xây dựng hạ tầng rất là đẹp. Và hôm nay thì em ra đây em quay cũng như là lên trước khi quay là ở nhà cũng lên một loạt những cái điểm quay. Nhưng mà hôm nay không may là trong khi đi quay thì gặp sự cố, thì cho nên là cái Vlogcam bị gãy mất mấy cánh. Đây chắc em cũng phải nghỉ một vài hôm. Tại vì cái phụ kiện thay thế của nó đặt cũng tích ở trong Nam rồi, chắc là cũng mất một tuần bắt đầu mới ship được về đây. Thế nên chắc phải sang tuần sau thì em mới bắt đầu đi tác nghiệp tiếp. Cũng rất là buồn khi mà hôm nay đã lên một số những cái điểm quay rất là hay, rất là hấp dẫn gửi đến mọi người, nhưng mà chỉ quay được đúng nơi khu Nam Đồng Văn này thôi. Trên video thì mọi người cũng có thể thấy là khu này đang được xây dựng hoàn thiện hạ tầng rất là đẹp. Và em quay thì buổi sáng nắng đẹp. Đấy, dọc cái đường đây là đường 68. Cái đường 68m này thì nối từ Đồng Văn, chính xác là từ chỗ TNR, quốc lộ 38 nối với TNR và đi thẳng xuống Đồng Văn, đi qua khu trường FPT, khu công nghiệp Đồng Văn 3, và sẽ đi xuống khu Sun Urban City, và sau đó đi xuống Phủ Lý. Cái đường này thì sau đó sẽ nối, trong các video tiếp theo thì em sẽ đi quay cái đường này. Cái đường này mai sau nó sẽ nối xuống cái gọi là cao tốc Liêm Tuyền, cũng nối ra đường T3, T4 đó. Và sau đó sẽ có một cái ga đường sắt cao tốc. Đấy, thì trong video sau thì em sẽ cái video về cái đường sắt cao tốc ấy thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian đi quay, tại vì sẽ phải đi quay từ Đồng Văn đi dọc xuống bên dưới đến Phủ Lý, qua cả Bình Lục. Nói chung là để mà làm một video đấy thì chắc sẽ phải mất mấy ngày để đi quay đây, nhưng mà cũng sẽ hẹn mọi người trong một thời gian sắp tới thì em sẽ quay đường này để làm sao nó chi tiết, tại vì em đã có cái bản đồ về gần như là cái quy hoạch của cái đấy thì mình cũng vẽ ra thôi. Mình không biết là trong tương lai là nó có đi qua Nam Định hay không, nhưng mà nó đi qua Nam Định thì nó sẽ đi khá là vòng vì phải đi qua Bình Lục. Nên còn nếu mà nó không đi qua Nam Định thì nó đi dọc theo đường CT01, đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình mọi người. Mà cái đường đấy thì nó sẽ là đi đường đi trên cao, đường cao tốc của tàu cao tốc thì nó sẽ đi trên cao chứ nó không đi dưới đất mình đâu. Nó đại loại là nó làm một dãy cầu luôn, và cái hành lang giải tỏa của nó cũng khá là cao, cũng khá là nhiều đấy. Thì sẽ hẹn mọi người trong video sắp tới thì em sẽ đi qua những cái điểm đấy, và cũng sẽ đi quay cập nhật lại một số những cái dự án đường xá khu công nghiệp của mình. Thời gian này thì em cũng vướng đám, mai kia là có đám rồi và sang tuần cũng có đám tiếp. Thì tôi cũng tranh thủ được thời gian nào thì em sẽ đi quay, tập trung quay lại. Còn các thông tin nào đăng đất thì mọi người cũng vẫn cập nhật bình thường. Em vẫn đăng lên trên cái trang cộng đồng, trong đó thì sẽ có hình ảnh các thông tin lô đất, giá cả, kích thước, chiều rộng, chiều dài, hướng này, hướng kia. Thì mọi người vẫn cứ theo dõi kênh để cập nhật nhé. Và ngoài ra thì anh chị em mình đang có cái bất động sản tại các khu vực ở Hà Nam. Mình đang muốn bán thì mọi người cứ liên hệ theo số điện thoại của Thủy ở bên dưới này, hoặc là bình luận ở bên dưới video này. Thì em sẽ liên hệ lại với mọi người. Chắc nhất thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Thủy theo số điện thoại em ghi ở dưới màn hình. Trong đó thì sẽ có Zalo, Facebook của Thủy sẽ cập nhật các thông tin bất động sản hàng ngày. Mà Thủy thứ 21 ở khu Đại Cương, đấy, một khu Đồng Văn. Đấy, còn khu Phủ Lý thì nhà em tập trung làm ở khu Lạp Hạ là chính. Trong một thời gian tới thì em sẽ đi xuống Phủ Lý quay thêm các lô đất để mọi người tham khảo nhé. Thì hiện tại thì đất ở Hà Nam cũng đang có sóng từ các dự án cũng như là từ các nơi nhiều, các nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh đi về Hà Nam đầu tư khá là nhiều. Nhưng Hà Nam nó cũng là một điểm đầu tư khá là tiềm năng cho anh chị em mình khi mà nó gần với Hà Nội, và cái thứ hai là cơ sở hạ tầng Hà Nam cũng thay đổi từng ngày. Trên video thì mọi người cũng có thể thấy là khu xây dựng khu Nam Hà Nội này thì trước đây em có một cái video quay cách đây cũng chắc là hơn nửa năm rồi, là mấy nhà này nó chỉ có móng thôi, chưa có gì. Bây giờ đã bắt đầu đã xây dựng lên rồi và công nhân họ vẫn đang xây dựng từng ngày. Các khu đô thị kia thì cũng đã lên hình dần dần rồi. Đây còn giá cả đoạn này thì ví dụ mọi người muốn tìm hiểu thêm thì cứ ghi bên dưới, em sẽ cũng sẽ tìm hiểu thêm giá cả đoạn này mua bán như nào. Đây còn dọc đường này đi lên thì là đường 68 là sẽ ra TNR. Đây này đang định quay mấy cái khu tòa nhà ở xã hội này, nhưng mà không may thì nó máy quay nó gãy mấy cái cánh, nên là tôi chịu đành phải đi về. Lúc em đi về mới có 8 rưỡi thôi, khá là sớm mà cũng hơi tiếc một chút.
Thế nhưng mà may là cái máy quay nó cũng chỉ bị gãy bốn cánh chứ nó không không ảnh hưởng nhiều lắm, không bị gãy càng. Chứ nếu mà bị gãy càng thì chắc là nghỉ quay luôn, vì vì cái máy quay nó cũng khá là đắt tiền. Đấy, trên video mọi người cũng có thể thấy là em quay khu này rất là đẹp. Video này thì chắc cũng ngắn ngắn rồi, tại vì em quay nó cũng không có nhiều thời gian, bị va vào cột điện. Đây, khu này thì hiện tại bây giờ đang có khu Nam Nam Đồng Văn này, đi lùi lên là sẽ có nhà thiết kế công đoàn này, và cái nhà những cái dãy nhà đang xây đều là các khu nhà xã hội hết, vì đây là cạnh với khu công nghiệp Đồng Văn 3. Đấy, và khu công nghiệp Đồng Văn 3 này, Đồng Văn khu vực Duy Tiên thì sắp tới sẽ có thêm khu Đồng Văn, đấy là Đồng Văn 3 mở rộng, Đồng Văn 3 mở rộng và Đồng Văn 5 của khu Tiên Nội, thì sẽ hẹn mọi người trong các video sắp tới thì em sẽ quay và gửi đến mọi người nhé. Và mọi người nhớ là ví dụ như anh chị em mình có các thông tin các bất động sản, ví dụ như mình cần mua bán hoặc là mình tìm hiểu thêm các thông tin, thì mình cứ liên hệ trực tiếp với Thủy đấy, hỏi mua hỏi bán, cần mua cần bán chỗ này chỗ kia, thì Thủy sẽ tư vấn cho mọi người một cách chi tiết nhất về giá cả này, về cách thức thực hiện giao dịch như nào. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc mới hiệu quả và tràn đầy năng lượng nhé. Bye bye.